thì mình nên dùng một cái tài khoản trung gian. Rồi cái ý tưởng ở đây là khi mà mình dùng những cái app đó thì nó sẽ bắn những cái tin nhắn, những cái email thông báo đúng không ạ? Thì nếu mà anh dùng tài khoản của anh thì nó sẽ dùng tài khoản anh nó gửi đi. Điều Anh này hiểu. không hay. Rồi, Thế thì nên anh là sẽ như này khoản admin chung đúng không? anh không cần tài khoản admin, anh tạo cho em một cái tài khoản bình thường không có quyền admin À là rồi, đủ rồi. được, ok, định tạo luôn. Tài khoản đó không được phép bật MFA xác thực hai lớp, nếu bật là nó không chạy. Nó không không bật cái gì. Xác thực hai lớp. À ok. Đấy, như vậy thôi. Rồi. Bây giờ nha, anh sẽ share luôn để anh, tại vì Có cái này thể. mọi người cũng cần nên anh cũng share luôn màn hình nhá. Đúng rồi, nếu có password thì anh nhớ che lại giúp em nha, mất À. công. Tại mình chia sẻ cộng đồng á nên nói. Đây là tại vì anh cũng làm luôn cho từ đầu á, để cho mọi người cũng nhìn thấy là nó sẽ làm thế nào. Thì cái cách đấy thì anh nghĩ là nó cũng sẽ dễ hơn để mọi người cùng nhìn. Thì bây giờ anh sẽ tạo một cái set, một cái account mới đúng Em thì hay đặt là cái tên nó là service rồi a còng tên miền. không? Ok, sẽ gửi đi, anh cũng đặt như thế đi. Tốt nghiệp chơi chẳng hạn. Chính xác đấy, tức là em nó là vậy luôn đó. Thì như vậy cái này cũng là HO tại vì nó không liên quan đơn vị nào. À Service đó thì cái mật khẩu thì anh dễ hơn, cái này nó không, nó tự nó đọc không vấn đề gì cả. ok, Rồi đấy thì anh đặt xong thì mọi thứ nó không còn báo đỏ nữa. chắc anh tắt cái nút yêu cầu đổi password lần đầu đi để chút nữa mình đỡ mất công. Đây Đúng rồi, rồi đó thì anh tạo đi. anh tạo cái này cho mình sẽ đi next. Đây Anh chọn cái license là faculty giúp em anh cần thì có cần và cái cần automate, đúng rồi, chính xác, cái automate. rồi 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 next luôn. next Rồi thế thôi, cái next nát hết là xong. rồi. Rồi bây giờ anh mở giúp em một cái trình duyệt web khác để mình đăng nhập cái tài khoản này vào và mình bắt đầu mình làm. Gì khác tức là không phải Chrome này đúng không? Anh làm cái khác đúng Đúng rồi, không? cái mà nó không có đăng nhập Office 365 lần nào á, để mình tránh dính két. Đây. Ok, Đấy, anh làm cái Safari. cũng được. Thì bây giờ anh vào cái file Lắc này. rồi, đúng rồi. Đúng rồi, và anh vào cái service. Phòng video.edu vn Chính xác. và anh nhập cái mật khẩu của anh vào, họ cũng hỏi mật khẩu đấy. Chào mừng rất, em hướng dẫn gì anh làm hết, tức là những thứ hướng dẫn của em là anh làm hết, Chính như màn hình anh hô một chào mừng đấy xác. thấy chưa, bất Nó kỳ còn cái cái logo My Shop thì anh đổi được cái logo ở trường nào nữa là ngon. gì Cái đó thì phải thiết kế nó hơi kỳ công đi. à. Đấy thì bây giờ anh vào này nhá, đấy đúng như này thì mọi người cũng sẽ như thế, tức là mọi người cũng sẽ tạo một cái tài khoản mới và nó có những đặc tính đặc thù gì thì mọi người sẽ chú ý đây. Rồi. Cái này Ô. anh có thể bấm cái nút là skip setup hoặc là như thế nào tùy anh. Skip là anh cứ đặt một cái cho nó có cần phải không nhỉ, có cần phải Cái các này thì không cần. ok anh cứ skip nhá, còn cái này làm xong thì đúng không, Đúng rồi, chính xác. được, nhanh anh skip đi. Rồi, Dạ. yes được. Rồi, Dạ. ok. Bây giờ cái theo cái hướng dẫn của Microsoft á, Ừ. cái trang GitHub kia kìa anh mở thì em hướng dẫn anh. Đây đúng không? GitHub, dạ đúng rồi. Rồi thì cái bước đầu tiên đó là mình cần tải cái package này về cái chỗ mà chuẩn bị ở trên trước cái bước 1. Thì anh bấm vào cái chữ package anh tải về trước giúp em. Đây đúng không? Đúng rồi, Cái chính này xác. có nặng không? Nhẹ lắm, nhẹ. Có 17 mê như vậy. Anh bấm quay lại cái chữ package. Đúng rồi, đúng rồi. Anh bấm quay lại cái nữa nó mới ra. Mà số nó để nó hơi rối. Đúng rồi, Đừng bấm cái đó. lên Rồi anh bấm vô cái code, cái chữ code màu xanh lá cây. Cái nút code ở trên cùng bên tay phải. đây Trên cùng, đúng rồi, đây chính xác. Bấm vào đó. Nó có chữ download zip. là gì Chính xác. Rồi anh down về anh để đâu đó rồi anh
anh giải nén trước rồi giúp em đi, chút nữa mình dùng luôn. Đây anh đang đau về rồi. Ok. Có cần chờ nó đau không hay là bắt buộc phải. À, em nghĩ là mình làm xong xong thêm một cái nữa vẫn được. Ok, thì tiếp đi. Rồi anh quay lại cái Safari đi. Safari đây. À, rồi bây giờ anh mở cái ứng dụng Microsoft Teams lên. Teams. Microsoft Teams đây. Đúng rồi. Thì cái bước tiếp theo trong cái hướng dẫn của Microsoft là mình sẽ tạo ra một cái group trên Teams. Cái group đó nó tên là Attendancy. Đấy, thì anh có thể là đổi tên lại thành gì đó tùy tùy mình. Ok, cứ tạo group đúng như thế đi đã, chúng ta cần thay Ok. đổi sau. Đó, initializing Nó hello. chưa lót xong. Cái phim ban đầu nó tải bị nặng đó. Đúng. Để xem bên này đã, cái này xong rồi. Ok, vậy anh giải nén trước. Bây giờ mình đây, xong rồi. Đây, là cái OK rồi, master đây. Mình quay lại cái server đúng không? Đúng rồi. Nó vẫn chưa xong em ạ. À, anh thử bấm F5 giúp em xem. Cái team là nó đòi phải cái trình duyệt mà nó phải bật cái cookie lên á. Cái Safari thì em không biết nó có bật hay tắt cái cookie này không. Nó cần phải cookie phải bật lên hả? Đúng rồi. Cookie nó nằm ở đâu nhỉ? Mac anh cài được trình duyệt S của Microsoft không ta? Dùng việc gì? Anh chưa dùng ở đây bao giờ. Chờ một tí. Như kiểu là lâu Lâu này có rồi. vẻ nó Nhưng mà lót. em chỉ cần là nó tạo được một cái đấy đi. Đúng rồi, mình phải vào đó mình tạo một cái team, cái group Cái team ở ở trong cái đấy đúng không? trên team. Đúng rồi. Hoặc nếu không thì nếu nó tải chậm anh có thể làm trên điện thoại được không? Không được anh ơi. À Tại điện vì chút thoại. nữa mình phải làm trên đây nữa, chỉnh lại À xong. okay. Thế tại sao cái này nó tải Anh thử tải cái trình duyệt S của Microsoft luôn coi. đây Em mới nhắn qua cái meeting chat á. ok 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 Nó có đây cho mát. Đấy, ok đây. Intel, chip anh Intel hay gì? vậy. Ok, phải đào đi. Ồ. Oh, full disk. Hàng gì? Ok, Xóa sẵn có cái gì? anh xem này. Cái này nó buồn cười nhỉ. Cái này nó bị gì không? Đúng rồi, anh sẽ tốt cái xe này lại một tí. Anh sẽ xử lý. Dạ.
Ồ, cái bọn Safari vẫn vẫn không, nó không trôi em ạ. Nó chắc là nó bị sao đấy, và trong cái trình duyệt nó cần điều kiện gì đấy đúng không? Dạ. Thế thì chắc là mình cũng phải xem lại là nó tại sao. Cho em hỏi xíu, anh có cái máy Windows nào kế bên không? Windows à? Máy Windows. Chờ anh để anh lấy. Windows để vào cùng một lúc đúng không? À, tại vì chút nữa mình sẽ phải chạy một cái lệnh PowerShell ngay sau cái bước này. Thì PowerShell chỉ trên Windows. Nên nếu mình có máy Windows thì giờ mình làm luôn là ok, là đẹp. Thì em sẽ gọi một bạn thân nhân của máy. Rồi anh chị thì nhắc anh cầm luôn cái máy kia. Dạ, ok. Nam ơi, như vậy nếu mà anh vào cái mà trang bên kia thì là cũng được đúng không? Được, được. Tức là anh dùng máy kia vào cũng được không? Chính xác, chính xác. Ừ. Thôi được rồi, anh dùng máy Windows đây nữa, anh dùng cả hai cái nữa. Ok. Có cái Windows rồi, để xem nó. Đấy, cái nét này cũng quan trọng này, tức là khi mà một cái trình duyệt khác nó sẽ có cái gì đấy mà nó không work với thằng team đó. Thằng Microsoft Teams mà cái này là cái mà nó cũng phải trong cái trí, nhưng nhiều người lại chịu cũng vừa phải của tay. Cái này thì thỉnh thoảng em gặp, lý do là kiểu mấy ông kiểu giận thần nhau ấy, ông Google, ông Mac rồi Đấy ông nhiều khi mình người dùng mình chả biết được, hồi em giận nhau cái không cho chạy thôi. nên là kiểu đánh nhau. Bây giờ anh có cái máy máy led máy Windows rồi. Ok. Anh có thể đăng nhập Team bên đó rồi rồi join vào meeting này. Nhập tin từ đây nhé. Dạ. Thì có cần phải gửi cái đường link này vào Đường link gì anh? tức là cái mà mình đang dùng tin này ấy, có mình ra vào cái đấy không? À, bên bên cái máy Windows á, anh đăng nhập bằng cái tài khoản anh đang meeting với em này Ok. nè. Là mình dùng cái đó luôn, cái máy Windows luôn.
Tức là bằng cái tài khoản đang làm với em đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. 1 tỷ 50 rồi anh chưa dùng cái rồi anh đang sẽ vào bằng cái nào? Anh tham gia cái meeting, rồi cái meeting. Nó không báo ở đây rồi, báo cái tin. Bây giờ cái tin rồi đấy nhé. Là nó không báo. Nó không báo là nó đang đang tham gia cái meeting nào mà. Thôi rồi, nếu không anh vào cái email. Anh có thể vào trong cái calendar của cái team đó, anh sẽ thấy. Rồi. Cái này là của tin có hả? Có. Ok. Rồi. Đây. Anh bấm join thôi. Rồi. Anh có nhìn thấy sao? Chưa, em vẫn chưa. Rồi, thấy rồi. Nhìn nhau. Rồi, em thấy rồi. Rồi. Ok, rồi em thấy rồi. Em tắt hết. Ok. Ok, rồi. Anh có thể out luôn cái bên kia cũng được, không sao hết. Ok, clip thằng bên này đúng không? Ok, anh Rồi, ok. Bây giờ anh mở lại cái trình duyệt app giúp em, rồi đăng nhập vô cái tài khoản service nãy anh tạo á, mình làm tiếp. Anh xem màn hình em hướng dẫn nha. vào vào cái tài khoản app hả không? Tức là vào một trình duyệt khác cái gì? Đúng rồi, trình duyệt khác, trình duyệt ad nha, trình duyệt ad. Ok, em chat lại cái phần chat để anh lấy lại cái phần đấy, cái phần chat ấy, Anh muốn tại lấy vì cái gì đó, tức là trình duyệt S là mặc định Windows không có rồi, anh không không? cần Em cần cài, có nó màu xanh xanh đó. à, máy này nó không, nó gỡ ra rồi. Ông mới gọi là chờ em tí em gửi đó. Rồi đó, em mới nhắn lại. Cái lý do mình dùng ad đó là nó là của Microsoft, và anh mở tab ẩn danh thì nó không bị chặn cookie những cái trang của Microsoft. Còn nếu anh dùng Google Chrome, anh mở tab ẩn danh lên anh vô nó không xài được đó. Tức là nó có cái đặc thù nhất định đúng không? Chính xác. Đó. Nên là bây giờ mình dùng tạm cái đó thôi để mình build cái app này. Nó chỉ là cái bước đầu thôi đúng không? Chính xác. Ơ cái mà khi anh mở bằng Windows á, mà cái phần mà em gửi á, thì nó không có cái nó bảo phải download nhỉ? Như thằng kia là nó bắt download Nếu vậy trên máy anh có rồi. Anh bấm nút Start, nút luôn. Windows là anh search chữ S. Đây nhá, để anh share màn hình để em nhìn nhá. Đây nè. Đây nhá, anh kích vào cái đường link của em gửi nhá thì nó ra start luôn cái Microsoft Edge luôn à. Là nó có trên máy rồi đấy, anh bấm nút đó Anh đi kích rồi. vào đây đúng không? Đúng rồi. Thì nó Đấy. phải mở đây đúng không? Đúng rồi. Nó luôn cho phép thằng này mở. Này. Bây giờ mở Edge này thì nó ra cái gì? Nó À, là ra như cái cái này à? đó, anh share cái desktop đi em. À, cái này Dạ. nhân nhân cái nên là xem mới. Đợi anh xem hẳn cái màn hình đi. Đấy thì khi mà anh kích start vào nhá thì nó ra cái này, thì đây là S chưa? Đây là S rồi.
À, rồi. À, chắc chắn đúng không? Thì bây giờ anh vào bằng mật khẩu khác đúng không? Đúng rồi, vào cái office .com. Chính xác. Và anh sẽ vào Đăng rồi. cái sign Đúng rồi. in và anh dùng cái vừa rồi anh đặt. À. Đó, cái này là No, no, cái no. phải sẽ ra đúng À, anh phải mở tab ẩn danh luôn. Sao ao không xi nhê đâu, tại vì cái bệnh của Office 365 nó bị dính két. à, thế thì phải làm gì Anh mở cái tab ẩn danh lên, cái dấu ba chấm góc trên cùng bên tay phải. đây? New Private Window. Đây. Đúng rồi. Rồi bây Wow. giờ anh đăng nhập vào đây làm Rồi, liền. đã hiểu. Thế thì thằng này nó có. Thì mọi người chắc là cũng phải, chắc là dễ cũng bị vướng giống này lắm. Chính xác, ai cũng bị hết. Đúng không? Đây. Đúng rồi, anh đăng nhập đi. Ok. Service account deliver .edu.vn. Đúng rồi, ra rồi. Này. Next. Rồi, à, khi đăng nhập xong thì anh mở cái team, Microsoft Team lên nha. Skip. Skip. Mà số tim của nó thì đúng không? Đúng rồi. Quả cái account này đúng không? Chính xác. Đây, lên. Team, đúng rồi. Rồi, ở đây mình sẽ tạo một cái group. Vẫn skip đúng không? Dạ. Ok, ông này ông cứ bắt là tiếp không được. Anh thử cái lần nữa đi, em nhớ là phải 3 lần rồi nó mới cho, chịu nhất quá tam á. Còn nếu không thì anh ắt tiếp cũng được, không vấn đề, nhưng mà Đấy, được rồi kìa. Em nói là nhất quá tam, phải làm nhiều mới biết được mấy cái tiết này. xong. Team. Rồi đây Rồi, cái tạo. Anh chọn cái staff nha, cái loại là staff. Đúng team. rồi. Rồi, anh đặt tên cho nó là tendency. Fan đúng không? Dạ. Anh viết đúng chưa? Chữ y dài thay bằng chữ e. Rồi, ok. Có cần đặt cái gì khác không? Không, vậy là đủ rồi. Next đúng Rồi, không? next. Private là only member đúng Chính xác. không? Next. Thì cái ý nghĩa này là chút nữa mình làm xong cái app, mình sẽ cài cái app vào đây. Thì cái nhóm này sẽ chứa toàn là giáo viên. À rồi. Thì mỗi lần người ta muốn điểm danh, người ta vô đây người ta tạo. Đấy. Ừ. Thì Rồi. bây giờ cái chưa cần add gì đúng không? Cái này là mình sẽ thêm thành viên là giáo viên. Thì chút nữa làm xong Mình anh thêm muốn xong test được cái tài gì? khoản nào thì anh thêm cái tài khoản đó vào đi. Ok, thì anh skip cái này nhá. Ok luôn, thêm sau cũng được. Rồi. Let's do method đúng không? Ok, xong Đúng. rồi, bây giờ tiếp theo. Rồi, bước tiếp theo là cái bước thứ hai là mình sẽ phải dùng cái lệnh power shell giống em nói để mình chuyển đổi cái nhóm mình vừa mới tạo này thành một cái nhóm dạng khác. Rồi. Thì bây giờ anh vào cái trang quản trị admin của anh bằng tài khoản admin vào cái mục Azure. Em có gửi cái đường link hướng dẫn á. Đây nhá, đây đúng không? Anh vào cái Đúng. này. Cái admin đúng rồi. Anh quay ngược lại đúng không? Anh mở cái tab khác vô office.com. Anh mở tab khác đi cho nó dễ. Mở cái phần Dính tiếng Việt. rồi. Giờ anh vô cái admin, cái app admin. Cái này nó vẫn chưa năng suất à? Nên dùng tab ẩn danh tiếp nha. À, lại phải dùng tắt ở danh tiếp à? Đúng rồi.
Nhiều khi đăng nhập tài khoản này mà tự nhiên thấy nội dung của tài khoản kia là tự hiểu nó dính À, cái cache là nó lưu trữ, kiểu nó lưu trữ cache. mềm đúng không, và nó chưa hết đúng không, mình Yeah. phải clear cái cache đấy thì mới được đúng không? Đúng rồi. Cái cách nhanh nhất là dùng tab ẩn danh thôi. Hiểu rồi. Đấy, những cái này mọi người hiểu một cái thì nếu mà muốn xử lý thì sẽ có cách, còn nếu không thì phải bằng cách ẩn danh. Đúng rồi. Rồi. À, anh vô cái admin ở dưới cùng nó sẽ có cái mục là Azure Active Directory, anh bấm show on anh sẽ thấy ở dưới này, Azure Active Directory đã rồi, anh vào cái mục là Azure Active Directory tiếp, nó sẽ có cái group, cái mục group đấy, anh search cái group là tenancy mình mới tạo. Bây Đây, à, anh bấm vào cái tên nó, bấm vào cái tên nó luôn. Đúng rồi. Anh copy cái object ID ra cái notepad, chút nữa mình sẽ dùng. đâu Cái object ID á, cái dòng. đây Đúng rồi. đi Đúng rồi, đúng rồi. đúng không, đây đi Anh copy ra notepad đi. rồi để anh lấy cái bếp ra. Ừ, tại sao nó lại mất mà? Cái này không phải trình duyệt ẩn danh, Này đúng không? cái kia, cái dưới cái đó, Đây đúng đúng rồi, đúng rồi, không? À, Windows cái notepad là nằm ở đâu nhỉ? anh bấm nút star rồi anh search chữ notepad, search gõ tên notepad, gõ luôn notepad lại ra. Anh gõ chữ notepad đi. Gõ ở đâu ấy? Không, anh bấm bàn phím thôi chứ đâu có cần ấy. À. Đó. Rồi. Enter là ra. Đấy, anh dán tạm ở đây đi, chút nữa mình dùng. Anh Rồi. dán ra. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chạy cái PowerShell. Thì trước khi chạy mình cần phải cài một cái thư viện là Azure AD trước, thì cái đó thì em mới mới nhắn anh qua cái tin rồi. Này, Đâu, cái cái tin tin nhá. chat, cái tin chat, cái tin chat mà em anh đang đang nói chuyện này, Đây. không Đây. phải cái đây như này, đúng rồi, trong cái chat dưới đấy, Đây. đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thì nó có cái lệnh ở dưới, anh copy cái chữ install model Azure AD, đúng rồi, Đây đúng không? copy đã chính xác Rồi. rồi, anh bấm cái phím tắt là Windows với chữ X kế bên chữ Z đó. À đây hả, chữ tab Windows à? Chữ X à? Bấm bấm bàn phím, anh bấm giữ Đây. không ấy làm bấm cái bàn phím luôn, anh không có bấm chuột, bấm giữ cái nút Windows và cái chữ X cùng lúc, À tức là cả bấm Windows trên và bàn phím không bấm chuột, bấm trên bàn phím không bấm chuột đây. đó. Rồi anh sẽ thấy PowerShell admin ở giữa PowerShell admin, đúng rồi, bấm lên rồi, và mình sẽ dán cái lệnh nó vào và mình cài. Đây đúng không? Chà, chính xác, Enter. Mình chờ một chút để cho nó cài. Là nếu nó không báo gì cả thì nó vẫn chạy đúng không? À, chính xác, nó chạy xong nó sẽ báo anh biết. Đây Đấy, được anh không? bấm chữ Y cho nó cài. Enter. Rồi anh bấm chữ A để cho nó z hết luôn. Enter. Nó đang ăn zip.
Nó tải về rồi nó cài đó. Rồi, bây giờ anh sẽ chạy tiếp cái lệnh này. Xong rồi Cái đó. phía dưới gì đúng không? Không không, em mới nhắn anh qua cái meeting chat. À, ok. Cái này anh tắt đi được. À, cái Cái lệnh. connect đúng không? Đúng rồi, cái lệnh đó là để đăng nhập. Anh vào đây luôn đúng không? Đúng rồi, dán vào luôn. Anh không dán được gì. Anh bấm chuột phải thôi là dán được rồi. Em là cái lệnh đấy là lệnh connect đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ anh bấm sang đây nhé. Anh bấm Ctrl Rồi, enter đúng V. không? Ok. Chính xác. Rồi bây giờ anh sẽ nhập cái tài khoản quản trị của anh vào. Ừ. Để nó xác thực. Đây. Đúng rồi. Ok. Rồi. Rồi ok. Ừ. Rồi tiếp theo cái lệnh em mới mới gửi anh á, thì anh copy cái đó anh bỏ vô Notepad. Cái Notepad hồi nãy á. Rồi. Cả cái select star Chính xác, chính xác. đúng không? Ok. Rồi anh mở cái Notepad lên. Sao trong cái video sao mình nhìn thấy hết các mảng cửa số nhỉ? Cái cửa sổ nó nằm để bên menu bên tay phải á. Cái notepad, cái biểu tượng notepad nằm bên tay phải ở dưới xuống xếp xuống xuống đó. Đây. Rồi anh enter xuống dòng dán nó ra, anh thay cái object id bằng cái chuỗi ở trên. Đấy. Chính xác. Copy rồi thay thay vô cái đó, bỏ luôn cái dấu mũi tên hai bên đi. Rồi Rồi. dán vô. Rồi copy nguyên dòng đó thả vô bao rồi xem. Đây. Rồi, enter. Ý nghĩa của cái lệnh get này là lấy thông tin của cái group đó thôi. Rồi, ok. Rồi, cái group này của mình thì nó có cái security enable ở dưới bằng false. Thì bây giờ nó sẽ chạy cái lệnh nữa để nó set cái đó bằng true. Ừ. Đấy, thì cái lệnh đó em vừa gửi anh rồi. Đó. Anh Đây cũng copy vào trong Notepad, sửa lại cái object ID. Rồi chạy. Đúng rồi. nè. Rồi, thay lại cái object ID đi. Rồi, copy chạy. Enter. Rồi anh chạy lại cái lệnh ở trên. Anh bấm mũi tên lên. Cái nữa. Enter. Đó, nó bằng true rồi. Ok. Tiếp bây giờ mình sẽ sang cái bước 3 là mình sẽ tạo ra những cái SharePoint list. SharePoint list ở đây nó có ý nghĩa là nó giống như database cho anh á. Rồi. Ok. Rồi, SharePoint list ở đây mình sẽ không làm bằng tay. Vì cái app này nó cho mình một cái power automate để nó tự tạo hết cái đó cho mình. Rồi, thì bây giờ anh mở cái trang power automate lên giúp em. Trang À, vào cái trình duyệt mà mình đang đăng nhập cái tài khoản service đó. Tài khoản à service vào và cái add trình add cái menu bên tay phải nó có cái add kế bên trường. để xem là cái Cái menu bên tay phải này, ở dưới cái đây đó đây. đây Rồi. À không, cái này là cái ok. Rồi cái anh nào mở cũng anh cái mở này thêm một cái tab nữa, anh mở thêm một cái tab nữa. là Rồi còn anh nào đúng không? không, cái chút nữa mình dùng sau cái xong rồi. Anh search cái từ khóa là power automate đi. Automate. Tu Tu đúng rồi, auto auto. mét Dạ. có Anh bấm tự enter.
Không cần chính xác đâu. Đấy. Rồi cái trang đầu tiên nè. đây đi. Đúng rồi. Dạ anh bấm vô. Nó là cái trang tiếng Pháp. Ok. Anh xóa hai cái chữ FR ở trên cái trình duyệt kia đây. Ừ, xóa đi. Enter. Ok, bấm chữ sign in. Nó có nhiều cái step trick nó hài lắm. Đúng rồi, stay in vẫn của service đúng Đúng rồi. Rồi khi khi mà mình vào trong cái Bao2Mate. đây. Cũng skip, skip, skip. Nhắc quá tam, à may quá mới nhắc thôi. Rồi bấm get static. Khỏi khỏi chọn country anh, không có Việt Nam đâu. Mấy cái data center của Bao2Mate hay Bao Web nó để ở Mỹ hết. Rồi, anh bấm vào cái mục My Flow. My Flow cái thứ ba. Rồi nó sẽ có cái mục là import ở trên. Đúng rồi, anh bấm vào đó. Bây giờ anh sẽ import cái hồi nãy mình giải nén ở đâu á. Trong download hay gì đó em không nhớ. Rồi anh chọn upload để chọn lại cái file đó. À thế thì em gửi lại cho anh, tại vì cái vừa rồi anh đau là đau một cái khác. Ok. Rồi, đây, em mới mới Đến xem màn hình thì em vẫn nhìn được đúng không? gửi. Đúng rồi. Anh Ok. bấm cái package ở trên ạ. Ok, cái package đấy, đúng rồi. Rồi anh bấm cái Microsoft Team App, đúng rồi, chính xác. Chính Luôn hai lần lên cho nó dễ. xác. Anh bấm lớn cái cửa sổ đi cho nó. Nó có chữ code đúng rồi. Bấm vào download. Rồi anh tải về là anh dạy nén đi. Mình có để cái zip đấy mình download hẳn cái zip không hay là mình phải giải nén nó ra? Phải giải nén ra. Tức là upload là phải giải nén đúng không? Đúng rồi. Ok. Hiển thị trong thư mục. Dạ. Rồi, giải nén luôn. Chụp phải giải nén luôn. Chọn cái extract mà cuối cùng á. Cái biểu tượng này, đúng rồi. Đấy, rồi được rồi. Rồi bây giờ anh quay lại Bao2Mate được rồi, không không có cần xem trong đó gì đâu. Cái quay lại cái tài khoản service. Cái đen đen vậy. Đây đúng rồi, chọn upload. Rồi kiếm tới cái chỗ đó. Rồi anh bấm vào trong thư mục đó luôn, đúng rồi. Nhấp đúp vào luôn. Nhấp đúp vào trong cái đó nữa. Rồi trong cái bucket đó, bucket. Rồi mình chọn cái create SharePoint list. Đúng rồi, bấm open. Đó. Rồi. Rồi, cái nào mà xanh xanh thì là ok, không có cần sửa. Cái nào mà đỏ đỏ thì lỗi mới sửa. Đây cái Rồi. lỗi. Rồi, cái đó thì bấm vô cái chữ màu xanh select during import mình bấm vào. Rồi ở đây nó thiếu cái connection thì nó có cái chữ create new để anh tạo á. Cái biểu tượng dấu cộng á. Create new. À đúng rồi. Rồi cái connection nó thiếu là SharePoint. Thì ở đây anh tìm cái SharePoint để anh tạo. Đây Anh bấm create new, chính xác. SharePoint SharePoint đây. là cái đầu tiên luôn, chính xác. Rồi. Để mặc định luôn, bấm create. Đấy. Chọn cái tài khoản của anh. Đúng rồi. Chính xác.
skip tiếp. Rồi ok, anh bấm quay lại cái tab Power Tool Mate trước đó. Rồi nó có rồi kìa, anh có thể bấm cái nút refresh list. Rồi ok, anh chọn lại cái tên đó. Đúng rồi, dưới nó có nút save. Xác. Rồi ở dưới nó có cái nút import, anh bấm để import luôn. Nó đang chạy đó, mình chờ một tí. À, rồi khi mà chờ xong thì mình sẽ bấm run luôn cái flow đấy, và cái flow đấy nó sẽ yêu cầu một cái parameter là cái trang SharePoint mà hồi nãy mình tạo cái group kia kìa. Rồi anh bấm open flow đi. Rồi nó không có cái gì sửa hết, anh bấm save luôn. Bấm nó sao? Save, cái nút save luôn. Save được, đúng không? Không có gì cả. Dạ rồi. Anh bấm quay lại My Flow. Anh bấm đúng rồi. Thì cái của mình vừa import lên nó bị ẩn là nó không có bật, thì anh bấm dấu ba chấm để anh bật nó lên. Đây hả? Đúng rồi, bấm nó có cái nút turn on. Turn on. Rồi bây giờ anh bấm cái mũi tên tam giác để mình chạy cái flow này luôn. Đấy, cái tam giác kia. Cái kế bên cái viết chì á, cái kế bên cái viết. À đây đi. Cái mũi tên tam giác. Ở đây đi. Đã run đó. Rồi bấm continue. Rồi bây giờ cách để mình lấy cái trang SharePoint của cái team là anh bấm bấm lại cái team giúp em đi. Team của nó đúng không? Đúng rồi, chính xác. Team. Rồi anh bấm vào cái tab file. Đúng rồi. Nó sẽ có cái mục là Open in SharePoint. À, nó ở dấu ba chấm á, ở cái dấu ba chấm, đúng rồi. Đấy. Lại skip đi. Đây. Ok, anh bấm cái chữ Home trước, cái menu Home bên tay trái, đúng rồi. Đấy, thì cái đường link URL ở trên trình duyệt web là cái đó đó, anh copy cái đó. Anh thảo, anh dán vào cái Power Tool Mate của mình. Cái đây này đúng rồi, dán vào. Rồi, anh bấm Run Flow. Đó, thì tự động nó sẽ tạo SharePoint cho anh. Bấm Done. Rồi, ok, xong. À, tiếp bây giờ cái SharePoint là cái database mình xong, bây giờ mình sẽ đưa cái app của mình lên. Rồi đưa cái app mình lên thì anh vào cái trang Power Apps, thì anh có thể lên Google anh search Power App rồi anh vào. Đây đi. Đúng rồi, đã enter. Bao quả app nó có dấu cách nè, cách là cái là chữ app. Rồi cái sao nó không có vậy? Còn không đây, để em gửi anh cái link luôn cho nó ra. Không hiểu sao không ra, sao lại không ra nhỉ? Không chịu, không hiểu. Luôn luôn nó sẽ có những chuyện như thế rồi. Để em gửi cho anh đi. Rồi em nhắn vào cái ấy, cái team cái chat đúng không? Ở dưới cùng. Đấy, copy qua bên kia. Anh dán vào luôn. Rồi anh cũng bấm sign in tiếp. À nó vô luôn, ok. Cũng skip. Skip. Rồi. Rồi anh bấm vào cái apps, cái menu chữ apps. Ừ, đó. Rồi nó có một import canvas app.
ở trên cùng. Đấy, đây, 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 đúng rồi. Rồi anh cũng upload, chọn cái upload. Thì nó có cái app ở trên thôi. Attendancy app ở trên. Đúng rồi, chọn nó. Xong. Rồi, cho anh upload là mình cũng sửa một số chỗ nữa là xong. Thế thì cũng khá là tiện đấy chứ. Chính xác. À, Gót ít. cái đúng rồi, ra đây. Rồi, anh kéo xuống. Xanh xanh thì không cần sửa nha, cái đỏ đỏ kia mình sửa kìa. Đấy, anh chọn select during up during import. Đây nhá, Select. Select cái during import. Đúng rồi. nick new Chọn chọn cái tên dưới tại nó có rồi. đây đúng Rồi, không? chính xác. Rồi, còn cái dưới nữa cũng select during import. Rồi, cái này chưa có bấm re new. Thì cái đó nó yêu cầu là cái OneDrive for Business. Đấy. Thì anh cũng bấm New Connection góc trên cùng bên tay trái. Đúng rồi. À, đây là cái thứ hai luôn. Đúng rồi, bấm nó luôn. Tạo luôn. Không biết nó lắc hay cái gì mà nó không chạy. Nếu không chạy anh có thể tắt đi rồi anh kết nối lại. Alo. Alo. Ừ, anh đang làm mình tự nhiên nó bị mất. Ok, không sao. Anh Anh share lại cái màn hình. share lại cái màn hình. Rồi. Ok. Anh mở lại cái tab Automate trước đó. Rồi ở đây nó có thì kìa, anh chọn luôn đi. Ở dưới Đây anh đúng không? chọn. Rồi, đúng rồi. Nó tự refresh rồi à? Chính xác, nó tự ra. Rồi anh save đi. Đó. Rồi ở dưới nó có cái nút tím tím để nó import á, anh bấm vào nó đi. Rồi mình chờ một tí là xong. Thì đây là cái app mà Microsoft nó build sẵn. Thì cái database mình tạo từ của mình xong thì chút nữa mình sẽ phải vào cái app của mình sửa lại kết nối database vô đúng cái SharePoint list của mình tạo. Rồi. À, thì sau cái bước đó là coi như là cũng xong là tầm 90% rồi đấy. Thế coi như đã tạo được một cái app đúng không? Chính xác. À, đơn giản vậy thôi. Anh chỉ cần làm được một vài cái app đơn giản như thế này thì mấy cái app sau anh deploy đó là nhanh. Cái cách mình viết đúng không? Chính xác, cái cách nó y chang nhau vậy thôi. Nó có một số cái kỹ thuật, ví dụ như vừa rồi nếu mà không có Nam thì sẽ không làm được. Nó sẽ lâu thôi chứ không phải không làm được, tại mò. Rồi ok, ở trên cùng nó có cái chữ Open App. Open Đây App, đúng đúng rồi, anh mở luôn. Chính xác. Skip setup tiếp. không? Cái máy này hết RAM. Nó báo máy hết RAM, anh tắt bớt mấy cái tab mình không dùng nữa đi. Mấy cái tab của Power to Mate không dùng kìa. Người ta cái này cũng không dùng, anh tắt luôn đi. Một cái máy. Anh tắt luôn. Anh tắt cái đó đi. Cái này không cần dùng nữa. Cái máy này RAM mà thấp này gì.
cái power cell kia cũng không có cần dùng nữa, anh tắt đi được rồi. Alo. Ok, Dạ, ok. anh xem lại nhé, tức là chắc là nó bị Hết hết ra. ram thế nào. Đây đang là ở cái phần này đây. Ok, rồi ok, chính xác. À, cái tab này anh tắt luôn đi, cái tab này mình cũng xong rồi. Còn đúng không? Để cho nó nhẹ bớt. Rồi Ok. mình chờ tí. Chờ tí cho nó load ra mình sẽ tiếp. Tố tố ram thế cả. Tại trình duyệt Google Chrome thôi anh. À. Anh bấm quay đi, anh chờ anh đi. Không thì anh bấm thử F5 đi cho nó chắc. Cái trang SharePoint kia anh tắt luôn cũng được. Đây á. Đúng rồi, cái đó tắt luôn. Rồi SharePoint tắt luôn. Đúng rồi. Cái này để chờ một tí, team chưa, team còn dùng cái này, mấy cái trang nó tắt luôn. Cái bỏ đúng không? Dạ Bao xe cũng bỏ tắt hết trừ cái team thôi. Rồi không? Ok, thế thì anh nghĩ là chắc là ok chắc ổn rồi, đấy. À, tại vì bọn kia nó nghiền ram nhiều quá. chính xác. Trung bình một tab Chrome là tầm trăm mê RAM, cứ vậy nhân lên. Vẫn Ai quét. chịu nào. Anh bấm F5 thử lại giúp em. À. Hoặc là anh quay lại cái trang office.com đi. Anh quay lại cái trang office.com, anh vào lại cái trang office.com. Mình vào lại từ đầu đúng không? Đúng rồi, anh bấm exit page. Chết pết luôn đúng không? Anh làm lại từ Exit đầu. page. Anh bỏ hết mấy cái này nhé. Đúng rồi. Rồi, vào office.com đi. Rồi. Rồi, anh kéo xuống dưới có cái bầu to mét tím tím ở dưới. Không có, anh bấm on app cái dấu chín chấm ở trên. Bấm on app. Search. Power Automate. Ok, đã, đã. À, bao app, sorry. Đây, bao app. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh sẽ bấm vào cái app, cái chữ app. Rồi, anh bấm vào đấy nhưng mà anh bấm vô dấu và chấm, nó có cái chữ edit ở trên. Đây. Để anh bấm vào luôn. Bây giờ mình sẽ sửa cái kết nối database vô cái SharePoint nhà nó. Cái này anh chọn đại đi. Chọn bên Mỹ đi. Không có Việt Nam đâu. Mỹ đâu dưới cuối cùng ạ. United States dưới cuối cùng. Đấy. Đúng rồi. Get started. Rồi cái này chọn cái gì? Anh tắt đi, anh tắt cái này đi, anh bấm lại tí, tắt cái tab này đi. Cái này là một cái bug của cái bao web. Rồi anh bấm lại edit, bấm lại chỉ cái viết edit, thì bây giờ nó mới ra đúng. Oh. Nói vậy đó, nói vậy đó. Nếu mà Cái không làm thì đâu biết nó. cái lần đầu nó hơi trầy trật tí. Rồi anh bấm vào lao Tắt đúng không?
À, là đúng rồi. Rồi skip cái này đi. Rồi anh bấm vào cái biểu tượng hình trụ á bên menu bên tay trái. Đúng rồi, bấm vào. Thì hai cái dưới cùng kìa, hai cái collection kìa. Thì đó là hai cái share polyp cũ nhà nó. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái share polyp của mình vào bằng cách bấm dấu cộng chỗ add data. Chỗ cái sạch anh gõ chữ share point. Đấy, đấy, đấy. Rồi anh bấm vào luôn, bấm vào luôn. Rồi anh copy cái trang SharePoint của mình, anh dán lên cái ô đầu tiên. Đôi này hả? Dạ. Đúng không? Cái SharePoint vừa Đúng rồi, rồi. đúng rồi. Cái SharePoint thì anh mở lại cái theme mình vô lại. SharePoint. Bấm. Đúng rồi, bấm dấu cái ba, dấu ba chấm đi. No, no, no. À, trong cái tab file là anh vào đúng rồi đó. Không phải đấy đâu, không phải đấy đâu. Trong cái team nè, team anh vô cái group của anh, trong cái kênh là kênh chung, có cái tab file, dấu ba chấm ở cái menu tab file, cái cửa sổ bên tay phải đó, Tendon đây đúng không? đúng rồi. Xong rồi cái ba chấm. Rồi bấm vô cái tab file, rồi cái dấu ba chấm ở dưới cái tab file đó, nó là cái open in SharePoint. Rồi ở đây bấm vào cái menu home, cái chữ home thì mới copy cái chỗ này, copy vào, quay lại Power Power App của mình, dán nó vào đây, rồi bấm connect. Rồi mình sẽ chọn hai cái đầu với cái cuối, rồi mình bấm connect là xong. Yes, nó để nó thay thế cái cũ. Yes luôn đó. Rồi mình thay đổi cơ sở dữ liệu rồi đấy. Rồi cái bước cuối cùng mình cần làm ở cái app này đó là mình bấm vào cái menu file để mình save nó lại. Đây đúng không? À, đúng rồi. Rồi mình bấm nút save luôn, nó phải theo thứ tự nha, bấm nút save nó mới hiện ra cái nút public. Xong bây giờ là Rồi public. đúng rồi, bấm public thì người ta mới dùng được. Rồi anh bấm đi, nhưng mà dùng thì không phân quyền, thì không ai dùng hết, thì anh bấm public xong nó mới ra cái nút share. Thế bây giờ mình bấm public đúng không? Đúng rồi. Rồi anh bấm nút share cái nữa thì anh phải share vô cái group của cái Microsoft Team nãy mình tạo, nó tên là tenancy. Để enter mà. Cái đó là cái tài khoản anh tạo mà, thì chắc chắn là anh là owner rồi. Tức Bây là giờ anh cách. share cho người khác dùng, anh hiểu không? Anh share cho người khác dùng Ừ, nhưng mà xem bằng cách nào? thì anh kéo lên Tức trên, nó có cái ô sệt kìa, nó cái ô là. sệt, anh gõ chữ attendancy, mình share vô cái group, mình share vô cái group À để ok. trong group đó mình thêm thành viên sau. Đây đúng không? Đúng rồi, và mình share thôi. Share thôi. Đúng rồi đó, rồi đó, app bây giờ là được 95%. Oh, cố lên. Rồi sao nữa? Còn còn 3% nữa là mình sẽ sửa ở cái power to mesh của nó, một số cái connection nữa. Cái này anh có thể tắt đi được rồi. Cái này tắt rồi. Dạ, tắt được rồi. Rồi anh tắt cái đó cũng được luôn. Cái này có connection, cái này cũng tắt à? Tắt luôn được rồi. Ok. Còn Delete luôn. cái Rồi này. bấm lại. Cái này thì anh bấm vào cái menu cái chữ Flows với tên. Anh tắt hết mấy cái thông báo đi. Cái Flows. Đúng rồi. Thì nó có hai cái flow, nó sinh ra kèm theo cái app này và mình sẽ sửa nó. Mặc định nó đang off, anh thấy không, nó bị mờ, thì anh bật Đúng lên rồi. cái tên, bấm chuột phải cho nó là nó sẽ có cái nút turn on. Ừ đây, bấm turn on cái dưới nữa. Rồi bây giờ anh bấm vô một cái nào đó rồi mình sửa trước. Thằng này. Đúng rồi, anh sửa nó để bấm edit, cái viết edit. Rồi trong cái mục get item á, get item anh bấm vào. Rồi thì ở đây anh thấy cái size red nó đang lấy của cái thằng Microsoft nó làm, thì anh xóa nó đi, mình sẽ thay cái của mình vào.
dán cái nãy anh copy vào đấy rồi, ok rồi. Ở dưới cái list name nữa anh xóa nó đi luôn, cái dấu chéo bên phải anh bấm xóa đi luôn. Đây hả? Đúng rồi, bạn chọn cái đầu tiên là tendency record à, nó sẽ móc vô đó, nó query dữ liệu ra. Sau đó anh bấm save giúp em, save để nó lưu lại, save ở trên cùng hoặc dưới cùng Đây. như nhau. Đấy, đúng rồi. Rồi tương tự làm cho cái flow kia. Rồi đó. Đâu cái follow kia là mình phải ra đúng Anh không? bấm quay lại. Bấm mũi tên ra quay lại. Đấy. Bấm cái viết edit. Cái item đúng không? Chính xác, chính xác. Nó cũng thay thế vào. Đấy. List name cũng chọn cái kia luôn. Cái đầu tiên luôn. Rồi save lại. Chính xác. Rồi. 98%. Rồi, Ủa, chắc một. rồi. Bây giờ là app là chạy rồi nhưng mà chị nó chỉ chạy trên Power App thôi. Mục tiêu của mình là lấy cái app này bỏ lên Microsoft Teams để các thầy cô mình dùng cho nó dễ. Thì để mà làm cái chuyện đó thì anh bấm vào cái menu có chữ app. Không, anh bấm menu chữ app ở trên ở đó đúng. Rồi, anh bấm dấu ba chấm. Dấu ba chấm của cái app đó. Nó có cái mục là Add to Team. Add to Team. Đấy. Rồi anh bấm download app. Thì nó sẽ cho anh một cái file zip, thì cái file đó anh có thể đưa lên Team anh dùng. Rồi, ok là đó. Rồi bây giờ em chỉ anh cái cách mà để mình import lên cái Team Store nhà anh nè. Thì anh vào cái tài khoản quản trị đi cho nó dễ. Anh đừng mở mở nó mình không đọc gì được. Bây giờ làm gì? Anh mở cái tài khoản quản trị Team của anh đi, cái tài khoản em anh đang meeting á. Đây rồi. Là anh bấm vào cái ứng dụng kìa. Ứng dụng dưới cùng á. Dưới cùng đấy. Đúng rồi. Nó sẽ có cái mục để upload cũng dưới cùng luôn. Anh có thể phóng lớn cái cửa sổ này lên. Đấy. Cái tải ứng dụng tùy chọn dưới cùng. Đó, tải lên đó. Để chọn cái file zip mà nó mới đào về hồi nãy. Kìa. Đây. Đấy. Open. Rồi mình chờ một tí là nó upload lên. Xong rồi. Đó. Thì bây giờ là trường anh có cái app đó, thì ai muốn cài thì vô đây cài. Tức là Cài bây app giờ đi. nhớ cài thì cài bằng cách nào? Anh bấm vào đi. Thì anh có thể vào đây anh search cái tên đó. Thì đây. À, chỉ cần bấm là attendance app này là ra đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tức là cứ vào cái phần mục app đấy là search à? Chính xác cứ sót thôi. Rồi, ở đây em giải thích một tí để anh nắm nè. Thì cài nó có hai cách cài. Thứ nhất là anh bấm cái chữ thêm luôn ở đây. Thì cài cái mà ở chữ thêm là nó sẽ cài cho dạng cá nhân. Rồi, nếu mà anh muốn cài vô một cái nhóm mà nhóm toàn giáo viên không, giống như là cái nhóm mà attendance nãy mình tạo, thì anh bấm cái mũi tên đó giúp em, anh bấm luôn đi, thì mình cài luôn. Thế phải Anh nhỏ. thêm vào nhóm. Đúng rồi. Anh search cái chữ attendance, không biết anh có thành viên trong đó không ta? Hồi nãy anh tạo anh có thêm anh là thành viên trong đó không? Như chưa thấy. Chưa thì anh phải quay lại cái tài khoản service anh cài rồi. Không có rồi anh không thành viên rồi. Không sao anh qua cái tài khoản service kia đi. Đây. Vô cái team. Rồi cũng vô cái app, cái store mình cài, cái app dưới cùng. Đây đúng không? Được rồi. Anh thấy cái chữ build for Tuniverse đó không? Đấy thì nếu mà bên mình có app thì nó sẽ có cái mục đó. Bấm cài thôi. Rồi, mũi tên chính xác. Add to team. Đó. Rồi, search cái chữ attendance ở đây. Đấy, đấy, đấy. Rồi, bấm cài luôn, setup và task luôn. Đó, thì bây giờ mình cài xong. Rồi, xong 100%. Bước cuối cùng là giờ mình test thử thôi. Bây giờ test đi nè. Rồi, à, chờ xíu nó save lại rồi mình test. Anh bấm save. Rồi đây là cái giao diện của nó. Nó có hai cái tab này, nó giống như menu. Thứ nhất là Tag Attendancy là đặt cái là điểm danh.
Cái thứ hai là historic attendancy, đó là cái xem lịch sử. Rồi bây giờ mình làm cái điểm danh trước. Mình Rồi. bấm. Rồi bây giờ anh có thể vô, thứ nhất anh chọn cái lớp, cái class kia kìa. Class, cái ô class nó có cái mũi tên. Chờ anh thì đâu nhỉ? Class nó đang để từ đó Đây. lại. Hiện tại cái tài khoản của anh nó không có được là thành viên của những cái group khác, nó chỉ có một cái group là attendancy thôi, chỉ có cái đó à, nên không có gì hết. Rồi ví dụ như là anh có tài khoản giáo viên khác mà nó có nhiều group, nhiều lớp khác á, thì anh có thể chọn cái lớp. Rồi. Rồi dưới là cái ngày để mình điểm danh, ví dụ ngày 19 là ngày hôm nay. Rồi. Rồi bên tay phải là form to, là cái thời gian anh muốn điểm danh. Ví dụ điểm danh từ lúc 7 giờ một chập, rồi sau 9 giờ nghỉ giải lao một chập nữa, thì anh đặt giờ đó. Đây, ví dụ mình đặt đi, đặt cái giờ này mình đang đi. À, giờ là 4 giờ đi, 4 giờ được. Là 16 giờ, 16 giờ. Đấy, từ mấy giờ? Đến Đúng không? Đây. đấy, thì trong 2 tiếng bắt đầu điểm danh. Rồi, nó có cái nút Initiate kìa, là thiết lập. Thì cái lỗi nó báo là do cái tài khoản của anh nó không có cái avatar thôi, nên nó không có ghét được. Cái đó không quan trọng. Rồi thì mặc định nó sẽ quét trong cái lớp đó nó có bao nhiêu thành viên, nó sẽ đếm ra đó hết cho anh. Và cái chỗ mà anh còn đang cỏ chuột đến là cái mấy cái nút điểm danh. Thứ nhất cái mũi tên check, ý nghĩa là đã có mặt. Cái dấu cross chéo là vắng mặt. Cái biểu tượng đồng hồ là đến trễ. Còn cái cuối cùng là cái comment là ông bà này đến trễ nhưng mà có xin phép, kiểu vậy. À, ví Tức là dụ cái như này mình vậy. có định nghĩa được không? À, nói như vậy thôi thì cái chữ comment cái kìa là anh tự đặt vô. Cái chữ comment thay do thay comment kìa. Đó anh gõ luôn. Đấy thôi. Đấy. Đi muộn đúng không? Đúng rồi. À, anh gõ đi. Không, enter. Để enter. Rồi em bấm. Đó. Đó, rồi. Rồi bây giờ khi đó là cái giáo viên mình điểm danh nha. Bây giờ nếu mà mình muốn xuất ra cái file Excel để mình báo cáo cho ban lãnh đạo hay sao đó, thì mình bấm vào cái tab History. Đó. Rồi ở đây anh sẽ thấy cái lớp của anh. Anh muốn export thì dưới cùng nó có cái chữ export all. Import all Đúng rồi, thì anh bấm thử đi. Thì nó sẽ export vô OneDrive cho anh. Anh thấy không? đúng Vậy thì anh vào cái OneDrive anh sẽ thấy một cái file Excel. Đây. Ừ, anh cứ bấm đi. Rồi, đấy. Thì anh có thể bấm lên anh mở thử. À, thì nó sẽ điểm danh cho anh biết là anh cái lớp nào, để thời gian điểm danh là mấy giờ, mấy giờ trạng thái điểm danh là gì. À, cái tên là gì, cái ghi chú là gì. Hiện tại nó không có hỗ trợ tiếng Việt nên là anh thấy nó bị lỗi như vậy. Anh có thể gọi tiếng Việt không dấu. Đấy. Thì cái mà mình đặt đây cái start time nhưng mà nó không biết được cái đứa đấy đến lúc mấy giờ đúng không? Không biết muộn bao nhiêu đúng không? Cái này nó giống như là anh học một cái lớp học offline á, anh điểm danh không? À rồi, ok. Đấy. Chỉ cần đủ hay không đúng không? Chính xác. Đấy, còn nếu mà lớp học online anh muốn biết đủ hay không thì anh phải đào cái attendance report trong cái team meeting này. Đó, thì nó mới ra. Ok. Đó, thì nãy giờ là em hướng dẫn anh xong, triển khai xong cái app này rồi. Đấy, thì anh có thể là dùng thử cho một số thành viên trong bên mình. Tức là ở đây cái attendance này là nó điểm danh cho các đội học viên đúng không? Đúng rồi. Cho học viên, tức là cho học sinh của mình đúng không? Chính xác. Và sau đó nó report ra cái file Excel, nếu muốn quản lý nó thì dùng file Excel này để biết được là cái việc mà đến trễ đến muộn như thế nào Chính xác. đúng. Đấy. Thì nếu mà nói về điểm danh nó có rất là nhiều cách.
thì Microsoft nó build sẵn cái này và em thấy nó cũng tương đối dễ triển khai cũng nhanh, thì em hướng dẫn bên mình. Còn nếu mà anh muốn chuyên sâu anh phải dùng cái attendance report trên team meeting giống như em nói, thì nó sẽ cho anh biết ra vào lúc mấy giờ luôn, rồi anh kết hợp với cái hướng dẫn map vô cái bao vị AI á, anh nó sẽ vẽ cho anh cái chart anh nhìn rất là đẹp. Cái mà video hồi trưa em đăng á, anh có thể Tốt quá. thử. Ok, cái này cực kỳ tiện, tức là mọi người muốn điểm danh như thế nào đấy là cứ lên lớp xong rồi đánh điểm danh vào là ra ngay, ok đúng không? Chính xác, khỏi cần in giấy rồi đem tới rồi ký tá giống hồi xưa Đúng rồi, nữa. như thế này thì nó sẽ kiểm soát được là cái việc như vậy anh hiểu rồi, như vậy cái này nó nhanh hơn rất là nhiều. Chính xác. Một cái chia sẻ nhanh cho anh nữa là cái app mình build là build trên bao quả app, thì ý nghĩa của nó là đa nền tảng, cho nên là trên smartphone của anh, Android hay iOS, anh có thể cài cái app bao quả app đó luôn cho giáo viên, và giáo viên muốn điểm danh thì lấy cái đó điểm danh luôn, khỏi cần mở lên Teams rồi bấm ngay. Nó sẽ linh động hơn rất là nhiều. Quá tuyệt vời luôn đấy, như vậy cái này nó thuận lợi nhiều lắm. Chính xác. Như cái này khi mà nó xuất ra cái attendance này nó xuất ra được theo theo lớp đúng không? Chính xác. Thế thì bây giờ một cái nữa là attendance này nó có điểm danh được theo học sinh không? Là như thế nào anh nhỉ? Ví dụ như là học sinh này, một cái tên học sinh đấy hôm nay vắng ngày mai đủ vân vân ấy, tức là Được được được. đúng không? Tại vì anh đang nhìn thấy đây là nó đang ra xuất theo là cái tên này, tên nào attendance thế nào này đúng không, và ngày bao nhiêu này đúng Đúng chưa? rồi. Thế thì bây giờ ý mà nói là bây giờ làm thế nào để em xuất ra một học sinh đấy, còn em nhìn một học sinh đấy mà em biết từ ngày hôm trước thì đến đúng giờ, ngày hôm sau thì đến muộn vân vân ấy. À em hiểu em hiểu. Cái đó thì mình phải tự thống kê ra anh. Ok, tức là Đó phải là tự tự xuất ra thôi đúng không? chính xác. Ok, đấy anh hỏi thêm thôi, anh thêm ý đấy. Dạ. Ví dụ như là em muốn đây là em report theo lớp, Đúng, đúng. thì trong cái vận hành của nhà trường ấy nó sẽ có câu chuyện là một cái phụ huynh đến người ta biết là con họ attendance thế nào, thì Xác. nó có cái câu chuyện là xuất theo học sinh ấy. Đúng, chính xác em hiểu. Xuất theo học sinh thì cái này hiện tại nó không có, cái này nó chỉ xuất theo lớp thôi. Đúng rồi, anh biết xuất theo lớp, bạn cứ cứ có theo lớp attendance thì nó sẽ ra thôi đúng không? Thế bây giờ muốn có cái này cho tất cả, gọi là cho các cái thành viên của cái member của Giáo mình viên, được, sinh tức là viên. mình ép họ vào cái, mình Các ép cái group này, vào cái họ group vào, này. tức là mình ép giáo viên vào group này đúng không? Chính xác là họ dùng được rồi. Tức là những cái giáo viên nào trong nhóm này thì đều làm được. Chính xác. Ok, tức là bây giờ mình đã ép vào rồi đúng không? Đúng rồi. Anh hiểu rồi. Như vậy nhiều với nhà trường là bây giờ tất cả các giáo viên là ép và ép member vào đây, Đúng rồi. và sau đó tất cả các member trong này thì sẽ dùng được cái app này luôn, nó Chính hiện xác. ở trên cái Microsoft Teams này, kích vào thì nó sẽ hiện ra cái phần đó, phần như thế Đúng này rồi. đúng Chính xác. Chính không? xác. Ok, tuyệt vời đấy Nam ạ. Dạ. Ok, cảm ơn Nam rất là nhiều, cái này work Ok. đấy. Thì nó còn những cái app khác mà em chia sẻ trên cộng đồng á, nhưng mà nó sẽ tốn hơn thời gian một ít, tại vì nó độ cái độ phức tạp nó nhiều hơn. Nhưng mà cái hiệu quả em nghĩ là ví dụ dùng mất thêm 15 phút để mình deploy được cái app đó, nhưng mà mình dùng cho toàn trường trong vài năm tới thì cái chuyện 15 phút lại không là vấn đề. Chính xác. Nên là em nghĩ là anh có thể là xem những cái nào mà phù hợp cho trường mình, thì nếu anh muốn triển khai có thắc mắc thì có thể bên em không vấn đề nhé. Thực ra thì với mà anh cần ấy, tức là cái việc mà start check in là anh cần, anh chưa làm cái app đấy. Start check in tức là ví dụ như dạy rồi giáo viên check in các địa điểm đúng không? Em có hướng Đúng, dẫn như thế chính đúng không? xác, chính xác. Đó thì như vậy nó sẽ giúp cho cái việc quản lý nó rất là thuận lợi. Đúng rồi. Anh phải làm cái đó, còn kể cả cái hệ thống quản lý đối với giáo án rồi 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 check check mà cái giáo án đấy có ok hay không ấy. Hôm trước em Dạ. có chia sẻ cái phần mà quản lý kiểm soát giáo án đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ làm, xong rồi có gì thì anh sẽ hỏi Nam. Còn Ok không đã anh, ok. thì cái phần này thì anh nghĩ là rất là work đấy, nhưng mà thực sự là nó nếu mà không có hướng dẫn thì khó đấy. Nha, ok. Nếu vậy thì chắc cái buổi hướng dẫn này mình kết thúc ở đây. Em sẽ gửi lại video cho anh và đăng lên cộng đồng cho
các trường khác để mình tham khảo. Nhất trí. Đấy, thì nếu mà mình có thắc mắc thì anh cứ bình hỏi em. Đấy. Ok rồi, cực kỳ cảm ơn Nam nhé. Anh hiểu, tức là hôm nay anh vừa hiểu cái app này, anh vừa hiểu cái cách thức và những cái lỗi mà nó sẽ làm gì. Đương nhiên muốn làm được app thì nó sẽ mất thời gian, nhưng mà hôm nay cái app này anh thấy cực kỳ hữu ích đấy. Dạ, Mình hiểu, ok. tức mình hiểu cái vận hành của nó ấy. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi, Ờ. cảm ơn Nam rất nhiều nhá.